Dạ vâng, xin được cảm ơn tiếng hát của tài tử Thu Hà đến từ câu lạc bộ đơn ca tài tử thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa tất cả quý vị, chương trình của chúng tôi ở bên trong cũng còn các nghệ sĩ quay trở lại một lần nữa để phục vụ cho tất cả quý vị. Chính vì vậy, rất mong quý vị của chúng ta nán lại đến giây phút cuối cùng để thưởng thức trọn vẹn chương trình trong buổi tối hôm nay. Và trước khi đến với tiết mục tiếp theo thì ngay bây giờ cho phép anh Kiệt được thay mặt cho công ty tổ chức biểu diễn Phan Nhật Khánh xin được cảm ơn đến tất cả các bộ phận đã thầm lặng đằng sau cánh gà cũng như là bên dưới sân khấu để hỗ trợ cho các nghệ sĩ với những tiết mục trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các anh trong bộ phận âm thanh ánh sáng kỹ thuật bên phía bên anh Lâm Dũng. Xin được cảm ơn guitar Minh Đặng, cảm ơn organ và đàn sến Thanh Sang, cảm ơn những anh hỗ trợ chương trình Trọng Quý, Thanh Toàn, và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã có mặt ngày hôm nay rất đông đủ để ủng hộ cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi. Và liên tục chương trình sẽ là một tiết mục thật là đặc biệt và hết sức hấp dẫn. Anh Kiệt sẽ được giới thiệu đến tất cả chúng ta trích đoạn của soạn giả Đăng Minh, trích đoạn được mang tên Vụ án Mã Ngưu. Và trích đoạn này xin được mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ba nghệ sĩ, nghệ sĩ diễn viên Phan Nhật Khánh trong vai Mã Ngưu, nam nghệ sĩ Lê Minh Hảo trong vai Quách Dương, và đặc biệt chung vào vòng cổ nữ nghệ sĩ Phương Cẩm Ngọc sẽ trong vai Thục Quanh. Một tràng pháo tay để chúng ta đến với Vụ án Mã Ngưu. Thục Quanh, mày đi đâu mới về đó? Tôi mới đi làm về. Mày đi làm về tiền đâu? Đưa cho tao. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi, ông cầm đi. Cái gì? Hai đêm khoái lạc mà chỉ bao nhiêu tiền hay sao? Ông có thể bán tôi cho những người khác nếu ông cho đây là số tiền quá ít ỏi. Mày nghĩ thử xem, cơ ngơ của tao từ Sài Gòn ra đến Vũng Tàu, tao cần những đồng lạc bẻ của mày như vậy hay sao? Mày nói đi. Tao đâu cần, tao đâu cần những số tiền đó. Tao đã quát mày đi làm đêm. Nhẹ nhẹ thôi ông nội, tôi thấy cái tôi chết rồi. Nhưng dù sao tôi cũng có con với ông mà. Con mày? Mày tưởng tao không biết hay sao? Trước khi mày về với tao, mày đã có con với thằng Quách Dương rồi. Ông còn muốn gì nữa chứ? Bao nhiêu tuổi nhục ê về đã xóa đường về của tôi. Tôi xa lánh mọi người, tôi về làm nô lệ cho tôi sống vì con tôi, đó là những gì còn sót lại của đời tôi. Con của mày, tao không cần điều đó. Tôi không nói với ông nữa. Mày đi đâu đó? Tôi vào thăm con tôi. Con của mày à? Con của mày á? Tao đã quăng nó xuống biển Vũng Tàu rồi. Mày nói gì? Mày vừa nói gì? Mày nghe không rõ sao? Con của mày, tao nó quăng xuống biển ở Vũng Tàu rồi. Mã Ngưu, mày không còn tin người, mày là ác quỷ. Phải, tao là ác quỷ. Tao là ác quỷ. Tại vì tao yêu mày là do mày đó. Tao không muốn mày đi làm đêm. Mày nghe chưa? Mã Ngưu, mày không được đi đâu hết. Trời, đau quá. Ai kêu mày guốc cao chi? Mã Ngưu, mày là ác quỷ mà. Trời ơi, trời ơi, sao nỡ giết con tôi? Nghĩ sữa còn hôi cũng tủi tình, sao nỡ nào cắt xuống lìa đôi? Con ơi, con ơi!
chồng đã cứ mất còn đâu. Quỳnh ơi, mất con rồi em sống sao đây? Đôi đớn đau đóa đang đứt đường chưa thấy xác. Anh đang ở đâu? Anh có nghe lời em đối em dặn không? Anh đang ở đâu? Anh đã bao đêm bao ngày mong nhớ, ta sống bên nhau thu hạnh phúc êm đềm. Anh chưa ơi, dường ai đã gây cho mối tình ngàn trái. Anh chưa ơi, để tình chúng phí nay đành lỡ là thôi dân dân bên tay. Chẳng anh nào mơ với
tròn đêm nay để nhớ thương em. Anh Dương ơi, anh Dương ơi, anh nghe tình yêu thức dậy trong lòng, nhớ từng nụ cười anh mắt, nhớ lời ngọt ngào im, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Giờ này anh có nhớ em? Tình của anh có phải tục quân không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng, đến từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, vui nhớ gì hơn nhớ người yêu. Bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ tục quanh vợ tôi đâu không? Làm ơn chỉ giùm. Anh Quý ơi, anh có thấy vợ em đâu không Quý? Hồi nãy em nghe anh nói gì vợ vợ em biết không anh? Ông này biết nè, ông giấu nè, tính làm của riêng đúng không? Quanh ơi, giờ này em còn sống hay là em đã chết? Em có biết là anh đã bao đêm bao ngày mộng dơ? Phải tay quan không Dương ơi? Ta sống bên nhau cho hạnh phúc bên về. Nhưng ai nỡ gây mối tình chia cách? Một năm dài xa chân, còn anh nhớ em chỉ bằng chất mong khóc phần vì ai gây cảnh đắng cay để giờ anh sống kiếp đơn côi biết về đâu khi đường tương lai bịt mù tăm tối mà lối đi về không có ngày mai vì người ta cướp đi đôi mắt của anh. Rồi quán tháng chiều cao bi cùng bay sớ kia thương sầu ơi người ơi đớn đau trong lòng thương cảnh xanh úa tàn trong sớm phai thương cảnh xanh úa tàn trong sớm. Một mai tôi về làm ca cùi, ôi ca cùi tuyệt vời, mặt trời sôi một kiếp rong chơi. Ca cùi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm ca cùi, ôi ca cùi tuyệt vời, tiếng lòng nào gọi gì trong. Anh Dương thì của anh Dương có phải tổng quân không? Anh Dương ơi em đây. Trời ơi tổng quân. Anh Dương nãy giờ em ở đây phải không? Dạ. Có thấy anh không? Dạ em thấy anh nhưng mà em thấy làm ăn được quá nên em nín. Vậy hả? Dạ. Không có kêu anh hả? Dạ không kêu. Vậy thì gia đình mình đoàn tụ rồi. Dạ. Giờ chào bà con mình về nghe em. Dạ, dạ cảm ơn chị, em thấy đường đã được thưởng thức vợ
trích đoạn của Alpha Ngu. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Xong rồi giờ em vô kiếm Ngu em quýnh cái. Thế nãy show em chạy dò luôn.